Rồi hello, chào các bạn nha. Thì hôm nay cập nhật hồ cá nha mình các bạn. Tối hôm qua cái đàn cá bảy màu lưới tơ đầu tiên của mình á, có 5 con đó các bạn. 4 con mái và 1 con trống. Nó đẻ quá trời luôn. Sáng nay ra thì thấy nó đẻ đầy hồ luôn. Đây các bạn coi, nó mấy chục con luôn. Mình vớt ra mình sợ cá bố cá mẹ nó ăn con của nó. Đây các bạn, nguyên một xô luôn. Vớt ra nè, mấy chục con trong này, mấy chục con đó. Chắc cũng phải 20 mấy con, 30 con. Tầm 30 con. Trong hồ này vẫn còn các bạn. Chút xíu để ý coi còn con nào hay không thì vớt ra hết các bạn. Nè, vớt nó ra nè, sợ cá mẹ cá bố nó ăn con của nó. Quá trời luôn. Rồi, trời mưa rồi, đi ra rút đồ. Đồ chưa cho nó ăn luôn các bạn. Sáng thì vớt mấy con lăng quăng cho nó ăn không à. Thấy chưa? Rồi chào các bạn nha. Cập nhật một vài hình ảnh này. Sáng vớt ra quá trời.